Dạ, chào bà con và các bạn đến với nhà vườn Nhiên Lê nha. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu pho hoa giấy Mỹ nha bà con. Dáng đẹp quá, giá mềm dễ chơi. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm, em chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em giao lưu phôi hoa giấy Mỹ cô chú anh chị. Rồi để không làm mất thời gian em vào luôn mã số 1 luôn ạ. Mã số 1 nó được quỳnh là 20. Tổng cao là 59. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã số 1 luôn ạ. Em bao sóng bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi em nên tiếp tục là mã số 2. Một cây dáng bay rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Em đo được quỳnh là 21. Tổng cao cây là 67. Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã số 2 này em xin zalo là 230.000. 230.000 cho mã số 2 luôn ạ. Một cây dáng bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số 2 lên tiếp tục mã số 3. Số 3 em đo được quành là 20. Tổng cao của cây là 50. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 3. Em bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua 5 phôi là em tặng một phôi nha. Rồi em đo được quỳnh là 21. Tổng cây là 55. Bộ đế của nó sổ là 35. Cây mã số mấy? Số 4 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 4 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 4 lên tiếp tục mã số 5. Mã số 5 đo được hoành là 21. Tổng cao là 50, 54. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 5 luôn ạ. Là em lên tiếp tục là cây mã số 6 của chú anh chị. Em đo được hoành là 19. Tổng cao cây là 52. Bộ đế của nó sổ là 34. Cây mã số 6 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã số 6 luôn ạ. Rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục mã số 7. Mã số 7 em đo được hoành là 22. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã số 7 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 7 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 7 lên tiếp tục mã số 8. Số 8 đo được hoành là 19. Tổng cao là 50. Bộ đế của nó sổ là 32. 150. Cái mã số 8. Số 8 em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho một cây mã số 8 ạ. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục mã số 9. Số 9 em đo được hoành là 20. Tổng cao cây là 55. Bộ đế của nó sổ là 29. Cái mã số 9 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 9. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục mã số 10. Số 10 em đo được hoành là 18. Tổng cao là 61. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 10. Nhà vườn em là mua 5 tặng 1 mà cô chú anh chị. Em bao sóng bao ship toàn quốc. Em đo được hoành là 25. Tổng cao là 67. Bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã số 11, cái mã số 11 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 11 luôn ạ. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục mã 12. Mã 12 em đã được hoành là 25. Tổng cao của nó là 62. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ 12, 180. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục mã 13.
Em đo được hoành là 21. Tổng cao của nó là 75. Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã 13 này em xin Zalo là 2 180.000. 180.000 cho mã 13 luôn ạ. Rồi em số mã 13 lên tiếp tục mã 14. Em đo được hoành là 23. Tổng cao của cây là 70. Bộ đế của nó sổ là 37. Cây mã 14 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 14 luôn ạ. Rồi em số mã 14 lên tiếp tục mã 15. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 37. Cây mã 15 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 15 luôn ạ. Bao ship bao sóng toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 16. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 68. Bộ đế của nó sổ là 36. Cho mã 16 này em xin Zalo là 160.000. 160.000 cho một hoa hoa giấy Mỹ mã 16 luôn. Nên tiếp tục là mã 17, em đo được hoành là 21. Tổng cao là 52. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã 17 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 17 luôn ạ. Rồi em nên tiếp tục là mã 18. Em đo được hoành là 17. Tổng cao là 70. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 18 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 18 luôn ạ. Rồi em số mã 18 lên tiếp tục là mã 19. 19 đo được hoành là 16. Tổng cao cây là 53. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 19 này em xin Zalo là 120.000. 120.000 cho mã 19 luôn ạ. Mua 5 tặng 1 mà cô chú anh chị. Lên tiếp tục là mã 20. Em đo được hoành là 23. Tổng cao là 65. Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã 20 này em xin Zalo là 180.000. 180.000 cho một hoa hoa giấy Mỹ mã 20. Rồi em xuống mã 20 lên tiếp tục mã 21. 21 đo được quanh là 17. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 29. Cái mã 21 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 21 mà. Rồi em xuống mã 21 lên tiếp tục mã 22. Em đo được quanh là 20. Tổng cao cây là 59. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 22 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 22 luôn ạ. Rồi em xuống mã 22 lên tiếp tục mã 23. Em đo được hoành là 19. Tổng cao cây là 62. Bộ đế của nó sổ là 28. Cái mã 23 này em xin Zalo là 180.000. Bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 23 lên tiếp tục mã 24. Em đo được hoành là 26. Tổng cao của cây là 50. Bộ đế của nó sổ là 35. Cây mã 24 này em xin Zalo là 140.000. 140.000 cho mã 24 luôn. Rồi em xuống mã 24 lên tiếp tục mã 25. Đo được hoành là 18. Tổng cao cây là 50. Bộ đế của nó sổ là 36. Cây mã 25 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 25. Rồi em xuống mã 25 lên tiếp tục mã 26. Nhà vườn em là bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua từ 5 phôi trở lên là được tặng một phôi cô chú anh chị. Em đo được hoành là 21.
Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 26 thì em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho mã 26 luôn ạ. Rồi em xuống mã 26 lên tiếp tục mã 27. Hai mươi bảy em đo được hoành là 18, tổng cao là 64, bộ đế của nó sổ là 37. Cái mã 27 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 27 luôn ạ. Rồi em xuống mã 27 lên tiếp tục mã 28. Em đo được hoành là 24, tổng cao là 52, bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã 28 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 28 luôn ạ. Rồi em xuống mã 28 lên tiếp tục mã 29. Đo được hoành là 18, tổng cao là 59, bộ đế của nó sổ là 30. Cái mã 29 này em xin giao lưu là 160.000, 160.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 29. Rồi em lên tiếp tục là mã 30, một cây dáng bay của chú anh chị. Em đo được hoành là 22, tổng cao của cây là 54, bộ đế của nó sổ là 38. Từ mã 30 trở đi là em bó bầu gửi phôi của chú anh chị, tại vì hàng về em làm chưa có kịp á. Mã 30 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 30 luôn ạ. Rồi em xuống mã 30 lên tiếp tục mã 31. Em đo được hoành là 24, tổng cao cây là 53, bộ đế của nó sổ là 32. Cây mã 31 này em xin giao lưu là 160.000, 160.000 cho mã 31 luôn. Em lên tiếp tục là mã 32. Em đo được hoành là 19, tổng cao là 53, bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 32 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 32 luôn ạ. Rồi em xuống mã 32 lên tiếp tục là mã 33. 33 em đo được hoành là 22, tổng cao của cây là 46, bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 33 này em xin giao lưu là 160.000 cho một cây bonsai rất là đẹp luôn cô chú anh chị. 33, 160. Rồi em lên tiếp tục là mã 34. Em đo được hoành là 20, tổng cao cây là 70, bộ đế của nó sổ là 40. Cây mã 34 này em xin giao lưu là 200.000, 200.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 34. Rồi em xuống mã 34 lên tiếp tục mã 35. Em đo được hoành là 20, tổng cao của cây là 58, bộ đế của nó sổ là 34. Cây mã 35 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 35 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 36. Em đo được hoành là 21, tổng cao là 55, bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 36 này em xin giao lưu là 180.000, 180.000 cho mã 36 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 37. Em đo được hoành là 23, tổng cao là 52, bộ đế của nó sổ là 31. Cái mã 30 là mấy anh? 37. Cây mã 37 này em xin giao lưu là 150.000, 150.000 cho mã 37 luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 37 lên tiếp tục mã 38. Đo được hoành là 19, tổng cao là 54, bộ đế của nó sổ là 34. Cây mã 38 này em xin giao lưu là 150.000. Một cây này bonsai bộ đế quái rất là đẹp rồi cô chú anh chị.
Rồi em xuống mã 38 lên tiếp tục mã 39. 40 hay 50 anh? 39 em đo được hoành là 30. Tổng cao là 62. Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã 39 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 cho mã 39 luôn ạ. Nhà vườn em là bao sống bao xếp mua 5 tặng 1 mà cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 40. 40 em đo được hoành là 22. Tổng cao là 62. Bộ đế của nó sổ là 30. Cây mã 40 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 40 luôn ạ. Rồi mã 40 này là cũng mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip trước ạ. Rồi em xin hết ạ.